Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến 7 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024, bão số 3 và mưa lũ đã làm 336 người chết, mất tích. Bên cạnh đó, có 136.705 nhà bị hư hỏng và 67.653 nhà bị ngập. Về thiệt hại nông nghiệp, mưa lũ làm cho 202.094 hecta lúa bị ngập úng, thiệt hại. Trong số đó, Nam Định bị ngập úng, thiệt hại 33.268 hecta, Hà Nội 27.318 hecta, Hải Phòng 23.870 hecta, Hải Dương 20.467 hecta, Bắc Giang 18.779 hecta, Hà Nam 7.928 hecta. Cùng đó, mưa bão làm cho 39.298 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Tập trung tại Hòa Bình 6.728 hecta, Hải Phòng 5.116 hecta, Hải Dương 3.159 hecta, Bắc Giang 1.981 hecta, Phú Thọ 1.631 hecta, Lạng Sơn 1.849 hecta. Vâng, xin chào mọi người nha. Bây giờ ngoài ra có 22.288 hecta cây ăn quả bị hư hại, tập trung tại Bắc Giang 6.669 hecta, Hà Nội 3.924 hecta, Hải Dương 3.163 hecta, Hưng Yên 2.953 hecta, Hải Phòng 2.043 hecta, Thái Bình 1.385 hecta. Về nuôi trồng thủy sản, mưa lũ đã cuốn trôi, hư hỏng 1.848 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Về chăn nuôi đã có 4.594 con gia súc, 1,787 triệu con gia cầm bị chết. Tính đến 21 giờ ngày 12 tháng 9, mực nước lũ trên nhiều tuyến sông có đê đã vượt báo động 3. Đặc biệt trên sông Thao thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 trên 1 mét. Hệ thống đê đã phát sinh nhiều sự cố như đường sủi, thẩm lậu, sạt lở đê, sự cố rò rỉ nước qua cánh van cống, tràn một số tuyến đê cấp 4, cấp 5, đê bao, đê bối. Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý ngay giờ đầu nên đến nay các tuyến đê sông từ cấp 3 trở lên vẫn đảm bảo an toàn chống lũ. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay đã xảy ra 133 sự cố đê điều trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định. Cụ thể, có 61 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp 3 trở lên, trong đó có 17 sự cố sạt lở đê, 7 sự cố đường sủi, 8 sự cố lỗ rò thân đê, 9 sự cố thẩm lậu và 1 sự cố sạt lở kè. Đồng thời, có 72 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp 3, trong đó có 1 sự cố vỡ đê, 38 sự cố tràn đê, 6 sự cố sạt lở đê, 23 sự cố cống qua đê, 1 sự cố lỗ rò thân đê và 3 sự cố đụng sủi. Về tình hình lũ, lũ trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh đã đạt đỉnh ở mức 7,79 mét, trên báo động 3 là 1,49 mét, lúc 20HC12/9, dưới mức lũ lịch sử năm 1971 0,05 mét. Sông Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình, tại Bến Đế đã đạt đỉnh ở mức 4,93 mét, trên báo động 3 là 0,93 mét, lúc 19HC12/9. Sông Thái Bình, thành phố Hải Dương, sông Thương, tỉnh Bắc Giang, sông Hồng, thành phố Hà Nội, sông Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đang xuống chậm. Đi lại của người dân rất là khó khăn rồi.